Sáng nay ngày 11 tháng 8, tại khu chung cư nhà ở xã hội khu công nghiệp Hòa Khánh, Công đoàn khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với các tổ tự quản và Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu tổ chức chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên công nhân lao động tại các tổ tự quản, khu phong tỏa và khu cách ly trên địa bàn quận Liên Chiểu, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, thời gian qua các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều đợt trao quà hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, những trường hợp F0 được hỗ trợ 3 triệu đồng tiền mặt, F1 được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng, các F liên quan hỗ trợ mỗi trường hợp ít nhất 500.000 đồng, tổng số tiền hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng. Bên cạnh hỗ trợ tiền mặt, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều đợt hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã chi hỗ trợ 5.000 xuất quà và đợt ngày hôm nay chúng tôi tặng 3.550 xuất quà cho người lao động với trị giá là mỗi suất quà là 500.000 đồng. Chương trình trao nhu yếu phẩm chia làm 3 đợt bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 19 tháng 8 với 2.000 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên công nhân lao động khó khăn trên địa bàn 3 quận Liên Chiểu, Sơn Trà và Cẩm Lệ. Do ảnh hưởng của Covid-19, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. Những nhu yếu phẩm này rất cần thiết đối với người lao động. Thì em trong mùa dịch mà em được nhận được những món quà nên em rất mừng và cảm ơn tấm lòng của công đoàn của khu công nghiệp. Cảm ơn tất cả các anh chị. Dạ, em rất cảm ơn tất cả ban công đoàn của công ty của khu công nghiệp Hòa Khánh. Em nhận phần quà này em rất cảm ơn và cảm kích ạ với anh chị ạ. Dịp này Liên đoàn Lao động các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ cũng trao hơn 1.130 suất quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ, sinh sống trong các khu vực bị phong tỏa cách ly y tế trên địa bàn. Sắp tới thì với cái diễn biến dịch còn kéo dài như thế này thì chúng tôi tiếp tục báo cáo tổng liên đoàn để có cái hình thức tiếp tục hỗ trợ chăm lo cho người lao động, đặc biệt là những người lao động tự do, lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động ở thị trường khu vực lao động phi chính thức, thì mỗi trường hợp thì chúng tôi cũng cố gắng hỗ trợ ít nhất là một cái phần nhu yếu phẩm khoảng 500.000, và tôi sắp tới đây thì cũng đã quyết định hỗ trợ thêm 3.000 xuất quà nữa cho công nhân và người lao động, đặc biệt là người lao động có cái thu nhập thấp, người lao động tự do. Đây là chương trình rất ý nghĩa nên ngoài nguồn kinh phí của công đoàn, chương trình còn nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của nhiều cá nhân, đơn vị. Hy vọng những chương trình như thế này sẽ được tiếp tục nhân rộng, lan tỏa yêu thương.